Tất cả chư Phật sắc thân vô lượng, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật thần thông vô lượng, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Tất cả chư Phật có mười lực, bốn điều không sợ hãi, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ, đó là mười. Phật tử chư Phật Thế Tôn có mười thứ trụ nhất thiết trí. Những gì là mười? Đó là tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tâm sở hành của tất cả chúng sinh ba đời. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết tích tập các nghiệp và nghiệp quả báo của tất cả chúng sinh ba đời. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết sở nghi của tất cả chúng sinh, dùng ba thứ luân giáo hóa điều phục tất cả chư phật ở trong một niệm biết hết pháp giới hết thảy tâm tướng của tất cả chúng sinh ở tất cả mọi nơi khắp thị hiện phật ra đời khiến cho họ thấy được phương tiện nhiếp thọ tất cả chư phật ở trong một niệm khắp tùy tâm ưa muốn hiểu biết của tất cả chúng sinh pháp giới mà thị hiện thuyết pháp khiến cho họ được điều phục tất cả chư phật ở trong một niệm đều biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh pháp giới vì họ hiện thần lực tất cả chư phật ở trong một niệm khắp cùng tất cả mọi nơi tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh mà thị hiện ra đời vì họ nói thân phật không thể chấp trước tất cả chư Phật ở trong một niệm đến khắp Pháp giới tất cả mọi nơi, tất cả chúng sinh, tất cả các đạo, tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy sự nghĩ nhớ của các chúng sinh, khắp mọi nơi không có chỗ nào mà không ứng đến. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều biết sự hiểu biết ưa muốn của tất cả chúng sinh, vì họ thị hiện vô lượng sắc tướng, đó là mười. Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 thứ Phật ta muội vô lượng không thể nghĩ bàn. Những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, khắp vì chúng sinh. Rộng nói diệu Pháp, tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi, khắp vì chúng sinh nói vô ngã tế tất cả chư phật luôn ở trong chánh định trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi vào khắp ba đời tất cả chư phật luôn ở trong chánh định trong khoảng một niệm khắp tất cả mọi nơi vào khắp mười phương cõi phật rộng lớn